Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 10 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ mở đầu bản tin sẽ là thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai thời tiết các khu vực miền Đông, miền Tây và thành phố Hạ Long phổ biến nhiều mây, gần sáng và ngày mai có lúc có mưa nhỏ, lượng không đáng kể. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 21 đến 28 độ. Còn ở vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô cũng dự báo gần sáng và ngày mai có lúc có mưa nhỏ, lượng không đáng kể. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Vừa rồi là tình hình thời tiết các khu vực trong tỉnh, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay và ngày mai tại các tỉnh Trung Bộ, do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông nên suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Với tổng lượng mưa từ đêm nay đến ngày 26 tháng 10, phổ biến trong khoảng từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Trong cơn rông cần đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Từ khoảng ngày 27 tháng 10, mưa sẽ có xu hướng giảm dần về diện và lượng mưa tập trung nhiều vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Vào ban ngày mưa giảm, nhiệt độ ban trưa phổ biến trong khoảng từ 28 đến 31 độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và trong khoảng từ 31 đến 33 độ tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Lôi xuống các tỉnh thành thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, do ở dìa phía Bắc rãnh xích đạo nên các tỉnh Nam Bộ có mưa giải rác, tập trung nhiều hơn ở các tỉnh miền Tây vào chiều tối. Khu vực Tây Nguyên phổ biến có mưa cục bộ ở một vài tỉnh phía Nam như Đắk Nông, Lâm Đồng. Còn vào ban ngày trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ ban trưa phổ biến trong khoảng từ 28 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và trong khoảng từ 31 đến 33 độ ở Nam Bộ. Quay trở lại thời tiết các tỉnh thành thuộc Bắc Bộ, trong đêm nay và ngày mai trời tiếp tục tạnh giáo ít mưa. Với các tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ, do địa hình đồi núi nên về đêm và sáng, nhiệt độ giảm xuống từ ngưỡng 19 đến 22 độ. Riêng một số nơi thuộc Lai Châu, Điện Biên nên nhiệt giảm hơn. Còn đối với các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ trời xe lạnh vào sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 19 đến 22 độ. Sau đó vào ban ngày trời có nắng, nhiệt độ ban trưa dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, trong đêm nay và ngày mai thì tại khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, còn khu vực Nam Biển Đông có gió nhẹ. Lưu ý toàn bộ khu vực Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và rông rải rác làm tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn rông cần đề phòng gió giật mạnh.